Bây giờ hiện đại rồi, người ta làm có máy sắt rồi rửa sạch, rồi người ta làm sấy với số lượng lớn, sơn mứt làm cái gì họ cũng làm bằng máy to hết rồi, rồi người ta đóng gói lại bảo quản để lâu thì mình mua về mình ăn. Đây là cách làm thủ công, mình làm rồi mỗi người mỗi cách khác nhau ha. Còn cái kia họ đã có công thức rồi, họ làm, họ có license, họ làm rồi họ cho nên họ làm với số lượng lớn. Cũng vậy thôi. Mi nãy mi đi mà mi quên mua một bao đường, giờ mi để đây, hôm nay ngày mai đi trời mưa rồi, thành thử ra đi mua về nó ướt như vậy á. Mấy cái này nó nhỏ quá, mi sắt nó to. Ôi giời ơi, thực sự ra mấy cái này nhỏ quá, nhiều khi nhiều người á họ làm, họ có công ty họ làm thì họ mua những cái gừng từ những cái thôn nông thôn, một cái trại mà trồng gừng á thì những cái gừng nó cũng tốt, có chất lượng hơn, nó to người ta làm. Còn mình thì mình làm như vậy, chưa có biết cách làm, cũng xem trên YouTube con mọi người góp ý một làm thử, không biết lần đầu tiên làm có thành công không, có dẻo không. Không, đi làm, đi làm hồi cái mình thấy nó có vẻ mình sắc nó bự đó. Chắc sắc nhuyễn mới ngon nha mọi người. Bỏ đi, trên đây nó không đẹp sao, kệ nó, nhiễm quá. Cũng nhiều ghê chứ ta, tưởng nó ít ở nhà đâu, nó cũng nhiều quá, kệ nó đi. Nhuyễn nha mọi người, mình thấy không, mọi người thấy không, miếng sắt một cọng rất là mỏng luôn, rất là nhuyễn như vậy nè, đúng không? Có vậy mà cũng nhiều ghê á, 200 gram mà nhiều ghê. Ôi, ui giời ơi,
nhiều quá. Mà cũng nhiều ghê ha. Ôi ơi, tí xíu mà cũng nhiều ghê. Thôi hết rồi đó. Hết rồi, mấy cái này là mấy cái phụ vặn. Nó cay quá.